Hôm nay, anh Nguyễn Minh Đức, trú tại thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, đến điểm đăng ký tạm trú tạm vắng của thôn để đăng ký lưu trú cho vợ chồng anh Vi Văn Păng vừa từ tỉnh Nghệ An vào làm thuê cho mình. Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng cuối tháng 10, khi những đồi cà phê bạt ngàn của vùng đất Nam Tây Nguyên vào vụ thu hoạch, thì không chỉ anh Đức mà nhiều hộ dân ở Tây Nguyên đều rất cần nhân công lao động. Anh Đức may mắn vì đã tìm được người làm công tử tế, chí thú làm ăn. Cũng vì tử tế và chí thú làm ăn mà sau khi kết thúc vụ cà phê năm 2014, vợ chồng anh Păng trở về quê thì năm nay lại được anh Đức mời vào làm và giao cho hai vợ chồng và hai đứa con ngôi nhà trong vườn cà phê để ở và trông coi. Việc đăng ký này là cái việc trách nhiệm mà mình phải đăng ký cho người ta, tại vì bởi vì công lao động do vào đây làm ăn ấy thì đúng ra là mình phải đăng ký, tại vì không đăng ký kịp thời nhưng sợ ảnh hưởng những nhiều vấn đề an ninh cho thôn xóm ít nhất cộng đồng. Đăng ký này để làm công cho mình thì theo cái hợp đồng này là công thì mình anh em có biết nhau nhưng mà vẫn phải làm đăng ký cho người ta, đủ tuổi lao động mình đăng ký, chứ không đăng ký là mình làm gì sai, làm thế để người ta có trách nhiệm có mình hơn, nó tránh cái trường hợp xảy ra phạm tội rồi thì gây rối trật tự an ninh cho thôn xóm. Để phòng ngừa tội phạm trong số lao động tự do, lao động mùa vụ, ngay từ giữa năm, Công an huyện Lâm Hà đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền vận động. Càng gần đến thời điểm người dân cần nhân công lao động thì công tác tuyên truyền càng được đẩy mạnh. Không chỉ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, lực lượng công an đã đến từng xã, vào từng nhà, gặp từng người, vận động mọi người nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng các quy định về đăng ký lưu trú cũng như quản lý người làm công. Các anh đã vận động nhân dân thực hiện 3 tự giác. Tự giác đăng ký khai báo nhân công lao động, tự giác không giao tài sản có giá trị cho người làm công quản lý, tự giác nắm tình hình về người làm công để kịp thời phát hiện và báo cho lực lượng công an những biểu hiện nghi vấn. Tại xã Tân Văn, địa bàn trọng điểm về cà phê của huyện Lâm Hà, đến thời điểm hiện tại đã có trên 200 lao động tự do đến làm thuê hái cà phê. Chúng tôi cũng là xây dựng kế hoạch triển khai cho các thôn, đấy là trên 16 thôn, là cho chi bộ bao nhiêu thôn và các đồng chí quan viên ở thôn tăng cường công tác nắm tình hình, đặc biệt là tuyên truyền cho nhân dân và thực hiện đúng là luật cư trú. Và khi người dân đến làm công thì chủ hộ sẽ là trực tiếp mang chứng minh thư hay là các giấy tờ liên quan đến điểm đăng ký tạm trú của các thôn để thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng. Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp chính quyền cùng chung tay phòng ngừa tội phạm trong thời điểm mùa vụ cũng như trong số lao động tự do, nhưng theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà vẫn xảy ra 10 vụ việc do người làm thuê gây ra, trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, thì tất cả các vụ việc trên đều có lỗi của người sử dụng lao động, hoặc đã quá mất cảnh giác, nhận lao động không rõ nguồn gốc, hoặc chủ quan giao tài sản cho người lao động quản lý. Khi mình nhận lao động anh là mình phải nhận lao động nó có nguồn gốc, giấy tờ là phải có giấy tờ tùy thân. Rồi hai nữa là có nguồn gốc thì mình mới hạn chế bớt được cái vấn đề đó. Trong quá trình nó làm việc thì mình phải lề ra những cái quy định riêng của cái bên công ty, rồi tránh hạn chế ăn nhậu rồi đánh bài đánh bạc cái kia nọ để mà hạn chế tối đa về những vấn đề mà an ninh trật tự cho nó tốt. Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch cà phê. Sẽ có hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành đổ về Tây Nguyên để kiếm việc làm. Trà trộn trong số những người đi tìm việc làm thực thụ thì vẫn có những kẻ muốn lợi dụng cơ hội này để gây án. Vậy nên, ngoài biện pháp quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền, rất cần đến sự cảnh giác của người sử dụng lao động cũng như sự tự trọng, tự giác của những người làm công. Làm được điều đó, tin chắc Tây Nguyên sẽ đón một mùa cà phê yên bình.